say mê nhờ là anh bình minh sáng soi chiếu nơi lẻ loi đắm say anh nhìn không son tấn em vẫn xinh tươi thế giới đẹp hơn khi thấy em cười đôi bàn tay nhỏ xinh như hoa khẽ chạm thôi anh yên đến lạ tiếng em nói yêu kiều như tình ca đang chào anh chị đến cho mình nha. Hôm nay em sẽ nói với anh chị cái vấn đề mà tẩy dung cho con trùng hương ha anh chị. Và em nói luôn á là lý do làm sao mà mình nên tẩy dung cho trùng hương định kỳ 6 tháng một lần ha, để tránh cái những cái trường hợp bệnh gì ha. Thì trong quá trình chăn nuôi á thì mình cho con trùng hương mình á đa số là ăn đồ mồi tươi không á anh chị. Mồi tươi như cá, ếch này nọ. Thì nó sẽ chứa nhiều dung sáng lắm anh chị. Thì chắc cú con trùng hương mình nó sẽ bị dung sáng rồi. Thì mình sử dụng cái cách tẩy dung sáng như thế nào mà cho nó hiệu quả nhất anh chị. Là như em ở đây thì em sử dụng cái loại thuốc này nè anh chị. Loại thuốc này nè. Thì em tẩy định kỳ cho con dung, em mua loại cho chó mèo nè. Thì em tẩy định kỳ cho con trồn của em á là 6 tháng một lần. Thì hình thức của em tẩy như sao á, thì này là dạng bột. Ha anh chị. Thì cái bịch này nó là tương đương với 2 gram. Có nghĩa là một bịch này nè nó sẽ tẩy được một con trưởng thành tầm khoảng 5 kg ha anh chị. Thì dù như con của mình nhỏ hơn thì nửa bịch này thôi. Hoặc là anh chị có sử dụng cái loại Fugaka á. Fugaka cho người á. Thì anh chị sử dụng nửa viên ấy, cho một cái con trùng hương như vậy. Nhưng mà anh chị lưu ý nha, không dùng cho trùng bầu nha anh chị. Trùng bầu á thì mình nên mình sao ta, mình nên để có chạy qua cái giai đoạn mà nó cho con bú đi rồi mình tẩy cho nó. Tẩy thì nó cũng không có gì gấp hết trơn anh chị. Nhưng mà anh chị không tẩy á nó sẽ bị bệnh nha. Đó, thứ nhất á anh chị không tẩy dung nè, anh chị nuôi trong cái môi trường dơ ha. Môi trường dơ là nhất là cái sàn này nè anh chị, không có vệ sinh thường xuyên ha là nó dơ. Nó rất là dơ ha anh chị. Thì cái con trùng hương mình nó sẽ dính cái bị cái bệnh là nội ngoại ký sinh trùng. Mình nhất cái bệnh nó dễ mà bị nhất là những con trồn mà từ 3 tháng tuổi đổ lên anh chị. 3 tháng tuổi mà đổ về khoảng 6 7 tháng á là nó dễ bệnh cái vụ mà nội ngoại ký sinh trùng lắm. Mà khi nó bệnh rồi thì lông nó xấu. Rồi nó bị sừng một thời gian nữa. Anh chị nuôi phải giống như đầy đủ chất này nọ nó mới phục hồi lại như cái giai đoạn mình đó, ban đầu của nó ha. Thì anh chị lưu ý vấn đề đó nha, tẩy dung 6 tháng một lần. Với lại trong cái quá trình mà mình ăn anh chị thì anh chị như cá nè, ếch nè, thì ví dụ như ếch chị mua về anh chị rửa cho thiệt là sạch nha, để tránh cái máu mà của con ếch đó anh chị biết không, thì nó chứa là nhiều dung sáng nhất là cái máu của con ếch á, là có thể là chứa nhiều dung đó anh chị, nhiều có những con sáng vi khuẩn như thôi. Thì anh chị nuôi trồn giống như trang như mình nuôi chó nuôi mèo vậy đó, nó cũng đơn giản vậy chứ nó không có gì phức tạp á anh chị. Thì mình cứ sổ dung định kỳ. Với lại anh chị có thể là sử dụng loại chích nha. Loại chích thì nó có nhiều cái loại mà như cái loại anh chị mà đặt chị ký sinh trùng bữa hổm em có giới thiệu cho anh chị ở video trước á, thì cái loại đó nó cũng phòng á chị, nhưng mà phòng trong 6 tháng một lần ha anh chị chích phòng ngừa cho nó đó, thì rất là đơn giản như những con trồn giống vậy nè là ưa lắm nha anh chị. Anh chị nuôi thời gian mà thấy nó lông nó bắt đầu nó rụng lông chân ha, nhất là rụng lông chân nè, xong cái nó rụng lên cái dành ngay chân mắt cái mí mắt nó trên nó rụng á, rồi nó gãi hoài á là chắc cú nó bị bệnh rồi đó. Nên chị lưu ý ha, lưu ý cái biểu hiện mà của con trộm hương bị bệnh nha. Đó là rụng lông chân hoặc là rụng lông ở dưới phần đùi này nè, phần sau nè, hoặc rụng lông đuôi, nó có nhiều chỗ rụng lắm chị. Nhưng mà chị để ý chích để mình nếu mà bị trường hợp đó anh chị sử dụng cái loại chích nha. Loại chích đó là loại này nè anh chị nè, VCMS này nè, loại này là nó vừa chích nó giống như vừa trị bệnh mà nó vừa phòng bệnh được luôn nha anh chị. Nên anh chị mua mà anh chị chích cho nó 1cc vậy là cho 10kg. Thì giờ anh chị ví dụ như con mình nó khoảng tầm độ khoảng như khoảng 1kg thì nó khoảng 0.1cc thôi, kiểu vậy.
á, thì anh chị chích cho nó 0,1 cc vậy đó là hiệu quả rồi. Nhưng mà tóm lại là mình phải định kỳ nha, để cho con chồn mình nó đẹp, thứ nhất chồn để mình dễ bán là thứ hai ha anh chị, dễ bán với phát triển mạnh nữa, lòng lá nó mứt rượt như vậy nè, kiểu vậy nè thì rất là dễ bán anh chị đó. Như con này nè đó, thì anh chị nuôi chồn lưu ý cho em cái vấn đề này chút xíu ha, tại dùng 6 tháng một lần, nếu mà lỡ có trường hợp mà bị bệnh đó, thì nên điều trị cho nó nha. Ưa là sống trong môi trường mà ẩm thấp giống như vậy không vệ sinh thường á, ý em đây mà em tắm rửa mỗi ngày nhưng mà cái nền của em vẫn xấu nữa, thấy không, kiểu vậy đó. Thì anh chị nhớ lưu ý vấn đề này giùm em ha. Nhân video em tới đây thôi anh chị, chào anh chị nha.